Chim cu gáy hay này, xin giới thiệu với các bác nhá. Lộc rơi vào đầu luôn. Đây, em quay này mà em nổ tung cả hai lồng. em quay này nhưng mà em không chỉ sợ ong đốt nữa, vì là nhà em là treo ba cái lồng ở đây thì có cái lồng ở giữa là nó không gì cả, còn hai cái lồng này hai tổ ong nó về nó làm tổ. Nên mình cứ để vậy. Đấy. Đây. Cái ở bên trong chút. Đấy. Ông này là ông gả mãi không bán này. Bán đi còn để lộc quá thì để cho người ta mất tí lộc. Bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chảo hào, chim khuyên. Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tiêu quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chimcugaihay.com hoặc bạn có thể tìm kiếm chim cu gái hay trên YouTube và Facebook. Hotline 0635 305 982 0989 177 982. Cho dưới gấp nó mới nhìn được ong. Anh kìa. Lộc hai thứ mà không bán đâu. Đang quay không để ý lấy que né phát bắt đầu vui. Đầu tư hôm lên trên cô chạy xoài đéo để ý tổ ong, vừa mới treo đến ấy nhói cái đầu lên cũng còn giữa đỉnh đầu. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video.